rất là vui và hạnh phúc, và chúc các con hạnh phúc trăm năm, sau này ăn ở với nhau thuận hòa và nuôi dạy con cái cho trưởng thành. Trai cũng như là của cháu Tú dành cho cháu Quỳnh, thì gia đình nhà gái chúng tôi cũng xin phép được chấp thuận cái cưới chồng lễ hỏi này và đồng ý cho hai cháu Minh Tú và Thúy Quỳnh lên duyên vợ chồng.
xuống và đón nhận món quà vô giá này. Và xin mời 1, 2, 3 món quà của chúng ta bắt đầu. Và bà Hoàng Khánh Vân dường như sẽ dang rộng hơn lên gấp đôi để chào đón chàng rể, chào đón một gia đình mới được xây dựng bởi chú rể Minh Tú và cô dâu Quý Quỳnh. Get older, older. So let us dance this night away.